Sáng nay, video clip mới nhất thuộc chương trình truyền thông Việt Nam đi để yêu đã chính thức ra mắt trên kênh YouTube của Tổng cục Du lịch, đưa du khách vào chuyến hành trình khám phá Việt Nam sôi động, hấp dẫn và sẵn sàng chào đón du khách khắp nơi trên thế giới. Video clip này là một sản phẩm truyền thông của Tổng cục Du lịch nhằm hưởng ứng sự kiện SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, cho thấy một Việt Nam xinh đẹp, an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Video clip Việt Nam đi để yêu là lời mời gọi của các đoàn vận động viên, cổ động viên, du khách trong khu vực và trên thế giới. Hãy đến Việt Nam để hòa mình vào SEA Games 31, cùng tỏa sáng và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm góp phần kích cầu, thu hút khách du lịch ngay khi mùa du lịch biển đang mở ra. Trước mắt là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.